Sao nè, để tôi lâu lâu cho ông nè, để lăn rồi tới cái đây nè, đừng khỏi lên ga, tới đi, rồi ve lần cái nữa. Rồi, đây. Rồi, quay luôn đi, rồi đây là... Rồi, quay đầu lại đây. Và tiếp theo thì Thành Hậu xin công bố danh sách những vị mạnh thường quân để đóng góp vào cái chương trình phát quà nhân cái ngày lễ Vu Lan. Thì một thì quà là gồm có mỗi một vị nhận được 10 kg gạo, và mỗi một ký gạo là 12.000 thì nhân cho là 100 phần là 12 triệu. Và thứ hai là mì là 75.000 một thùng, nhân cho 100 phần là 7.500.000, vậy là phần quà mì và gạo là tổng cộng 100 phần là 19.500.000. Đây là danh sách của những vị mạnh thường quân đóng góp. Một là Thái Thị Kim Duyên 500.000, Zalo để là Nam Mô Đà Phật hỗ trợ 1 triệu. Và thứ ba là anh Tấn ở Định Yên 1 triệu. Và thứ tư là Phùng Thị Lan 1.300.000. Và thứ năm là cô Nhung 6.100.000. 6.110.000. Thứ sáu là gia đình Ngọc Loan ở bên Úc là 2.500.000. Và thứ bảy là Lưu Thư Nguyệt 200 đô. Thứ tám là Quỳnh Khai là 3.160.000. Tổng cộng 8 vị mạnh thường quân là 19.900.000. Thì thưa quý vị, đây là những cái phần quà và danh sách Thành Hậu đã vừa qua đọc lên. Thì mong rằng toàn thể quý vị và tất cả những cô bác bà con mạnh thường quân để ủng hộ một lần nữa. Thành Hậu thay mặt cho những vị mạnh thường quân xin chúc cho toàn thể cô bác chúng ta thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm dương thành và tinh tấn tu hành trên cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo thì sẽ phát buổi chiều 100 phần ở tại xã Thạnh Lộc. Mấy anh em đang ngồi đợi để phát quà, để đem quà ra quý vị, tức là mì. Tiếp tục truyền mì lên. Đây tiếp tục truyền lên 100 thùng mì để phát tiếp tục buổi chiều nay quý vị. Quá à, quá khứ rồi. Tuyệt vời ha. À, đây mình phát ở nơi khu vực xã Thạnh Lộc. 1 giờ là 100 phần.
Dạ, đây thì được tất cả các anh em đến để hỗ trợ tiếp. Rồi. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo hôm nay là ngày 14 tháng 7 niên Nhâm Dần. Thì đây là điểm thứ hai của ngày hôm nay, tức là đây là nơi khu vực xã Thạnh Lộc ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. 100 phần quà. Thì đây là cô bác bà con đang chuyển quà xuống và để cấp phát cho bà con thì trong buổi chiều, tại vì bữa nay thì mình một ngày mình phát liên tục 300 phần ở xã Thạnh Mỹ, rồi thị trấn Vĩnh Thạnh và nơi khu vực cái xã Thanh Lộc. Mời quý vị mình cùng với chúng tôi để chuyển quà xuống và nam mô Đức Phật. Kiếm cái kéo qua chị. Kiếm này kéo qua dao để dưới này đi. Chắc đó dài ra. Chương trình chúng ta gồm có 3 phần. Phần 1 là phần nghi thức tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Phần 2 là nội dung phát biểu của ông Võ Thành Hậu, Mạnh Thường Quân, phát biểu của lãnh đạo địa phương tại buổi trao tặng quà. 3 là phát quà tượng trưng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. 3 là kết thúc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các Mạnh Thường Quân và toàn thể bà con kính mến, để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chăm lo cho các gia đình hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thành Lộc, tạo điều kiện cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay nhân dịp lễ Vu Lan, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Lộc phối hợp với ông Võ Thành Hậu tặng quà cho 100 hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ bảo trợ xã hội của xã Thành Lộc. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Giới thiệu đại biểu đến dự tham dự buổi trao quà hôm nay, xin trân trọng giới thiệu quý đại biểu đến dự đơn vị tài trợ tặng quà, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Hậu, Mạnh Thường Quân. Phần cấp xã là xin giới thiệu đồng chí ông Trần Trọng Chiến, trưởng phó dẫn chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng các đồng chí đại diện cho ban ngành đoàn thể của xã Thạnh Lộc, đặc biệt là có sự góp mặt của 100 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong địa bàn xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, đơn vị tài trợ và toàn thể bà con, trên tinh thần lá lành đùm lá rách, một đạo đức tính cao đẹp của người dân Việt Nam, trong suốt thời gian vận động vừa qua, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc những tấm lòng đóng góp quý báu của ông Võ Thành Hậu cùng chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, để phần nào giúp nhân dân có được niềm vui, sự ấm áp vì một ngày mai tươi sáng hơn. Xin trân trọng kính mời ông Võ Thành Hậu, Mạnh Thường Quân phát biểu ý kiến trong buổi trao quà chiều hôm nay. Trân trọng kính mời ông ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chánh quyền địa phương, kính thưa toàn thể cô bác bà con, thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 niên Nhâm Dần, cũng là một cái tháng mùa Vu Lan báo hiếu, và đặc biệt hơn là tất cả những cô bác bà con Mạnh Thường Quân muốn đóng góp phát quà để tạo điều kiện, đặc biệt nhất đó là hồi hướng công đức cho người thân và những cái người rơi bớt đi tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Và thì hôm nay Thành Hậu đại diện cho các vị Mạnh Thường Quân đến đây trước là thăm viếng với toàn thể quý vị trong suốt một thời gian qua. Và phần thứ hai, trong đây thì có những phần quà cũng như là 10 kg gạo
và một thùng mì để gọi là thương yêu lẫn nhau như con một cha, đoàn kết lẫn nhau. Thì theo một cái tinh thần đó, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, tất cả những tôn giáo nói chung, thì đến ngày rằm tháng 7 thì đó là một cái mùa du lan báo hiếu cùng tất cả những tấm lòng hảo tâm để đóng góp, một là cho cái tình thương yêu đồng đạo và đồng bào được sát cánh với nhau, thứ hai được có một cái công đức phước duyên, rồi người ta đi phóng sanh rồi làm phước, đó là một cái điều rất là đặc biệt. Thì Thành Hậu thay mặt cho cô bác bà con Mạnh Thường Quân đến đây để hỗ trợ cũng như giúp đỡ và tặng quà. Đây là một cái điều cũng như Thành Hậu thay mặt gửi lời thăm là tinh thần, nhưng mà thăm không thì bên cạnh là có vật chất anh Chiến. Vật chất là một phần quà trị giá mỗi một vị là nhận được 195.000, trong đây gồm có 10 kg gạo và một thùng mì để của ti tơ tóc mà nghĩa so ngàn vàng. Thì một lần nữa Thành Hậu xin cầu chúc cho toàn thể cô bác và anh chị em được đến đây để nhận những phần quà này. Mong rằng toàn thể quý vị luôn luôn được bình an sức khỏe và tấn tài tấn lợi và thành công trên tất cả mọi lĩnh vực. Và một lần nữa Thành Hậu xin cầu chúc chung cho toàn thể chư quý vị 100 điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn cư đến chẳng ngưng. Và Nam Mô Đà Phật. Và tiếp theo thì Thành Hậu xin công bố danh sách những vị Mạnh Thường Quân để đóng góp vào cái chương trình phát quà nhân cái ngày lễ Du Lan. Thì một thì quà là gồm có mỗi một vị nhận được 10 kg gạo, và mỗi một ký gạo là 12.000, thì nhân cho là 100 phần là 12 triệu. Và thứ hai là mì là 75.000 một thùng, nhân cho 100 phần là 7.500.000. Vậy là phần quà mì và gạo là tổng cộng 100 phần là 19.500.000. Đây là danh sách của những vị Mạnh Thường Quân đóng góp. Một là Thái Thị Kim Duyên 500.000, Zalo để là Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ 1 triệu. Và thứ ba là anh Tấn ở Định Yên 1 triệu. Và thứ tư là Phùng Thị Lan 1.300.000. Và thứ năm là cô Nhung 6.110.000. Thứ sáu là gia đình Ngọc Loan ở bên Úc là 2.500.000. Và thứ bảy là Lưu Thư Nguyệt 200 đô. Thứ tám là Quỳnh Khai là 3.160.000. Tổng cộng 8 vị Mạnh Thường Quân là 19.900.000. Thì thưa quý vị, đây là những cái phần quà và danh sách Thành Hậu đã vừa qua đọc lên. Thì mong rằng toàn thể quý vị và tất cả những cô bác bà con Mạnh Thường Quân để ủng hộ. Một lần nữa Thành Hậu thay mặt cho những vị Mạnh Thường Quân xin chúc cho toàn thể cô bác chúng ta thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và tinh tấn tu hành trên cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, nhằm phát huy tinh thần yêu thương, tương thân tương ái, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những hộ cận nghèo và hộ khó khăn, để tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của ông Võ Thành Hậu, đồng thời cảm ơn những tấm lòng vàng của quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Sau đây xin kính mời ông Trần Trọng Chí phát biểu và trao giấy cảm tạ cho ông Võ Thành Hậu. Xin kính mời ông. Xích chị trong luôn đi con. Ngồi xích chậm. Kính thưa gia đình anh cư sĩ Võ Thành Hậu, kính thưa các anh các chú trong đoàn cùng đi, kính thưa toàn thể bà con. Hôm nay thì cũng như bà con biết là ngày 14 tháng 7 thì thường lệ hàng năm thì như các chùa rồi các cái nhà hảo tâm cũng như là các cái cơ sở cơ quan doanh nghiệp mà có những cái phần quà mà để tặng cho các cái gia đình chính sách, gia hộ nghèo cận nghèo, nói chung hộ gia đình khó khăn trong cái dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu tháng 7. Thì cũng xin báo cáo bà con là xã chúng ta thì tháng 7 này là có 2 cái đợt, chiều nay có 1 đợt phát 100 hộ, chiều mai thì cũng khoảng 100.
Thế còn thì tiếp tục thì chỗ chính quyền phối hợp với các cái cơ sở cũng như các nhà hảo tâm thì sẽ tiếp tục vận động, nếu được thì sẽ tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ trong cái mùa tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu cho các hộ khó khăn. Cũng đây thì chính quyền địa phương sẽ cố gắng đem hết sức mình để tạo mọi cái điều kiện để phục vụ cho bà con trong cái lúc hoàn cảnh khó khăn. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì thay mặt chính quyền địa phương cũng xin chân thành cảm ơn. Thứ nhất thì chỗ anh Võ, gia đình anh Võ Thành Hồng. Thứ hai nữa thì các cái nhà hảo tâm rồi các chú các anh trong đoàn cùng để tiếp sức với cho đoàn để đi phát cái quà hôm nay. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, thì cũng xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như gia đình anh Hậu rồi toàn thể các chú các bác. Nếu như anh Hậu rồi các chú bác có cái điều kiện rồi cũng có cái quan hệ rộng thì cố gắng là giúp đỡ cho xã. Bởi sao xã chúng tôi thì đa số là dân nghèo thì nhiều, thế rồi thì ruộng đất có ít, thế rồi làm ăn thì nó cũng nhiều cái nó cũng không được thuận lợi cho lắm. Thế cho nên trong hoàn cảnh như vậy thì cũng rất mong được các nhà hảo tâm rồi các chú các bác sẽ giúp đỡ. Thì cuối cùng thì xin chúc gia đình anh Hậu cùng toàn thể các quý vị, các nhà hảo tâm rồi các anh các chú và bà con dân hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Thì đây nhân thì chính quyền cũng cấp cái giấy cảm tạ mang tính chất cảm ơn chỗ các nhà hảo tâm, đặc biệt là chỗ đây gia đình anh Hậu, thì xin anh. Làm hết sức ý nghĩa nhằm giúp đỡ phần nào cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Sau đây mời các hộ có tên trong danh sách đại diện bước lên phía trên để nhận quà. Các hộ còn lại ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ phát sao. Xin trân trọng kính mời đồng chí ông Trần Trọng Chiến và Mạnh Thường Quân Linh trao. Sau đây tôi xin thông qua danh sách ạ. Ông Nguyễn Văn Hoạch Thắng Lợi, ông Nguyễn Văn Dũng, Dương Quý Cừ, Trần Quốc Sơn, Ngô Văn Bông. Rồi 5 người được rồi. Rồi, 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 rồi. 5 người thế được rồi. 5 người đâu? 5 người đi từ từ một lên cầm phiếu đây. Là chị nhận phiếu rồi chị. À. Rồi. Ra đây này luôn luôn. Rồi. Dạ. Ngồi được Phật. Chúc chúc. Dạ, nó ngồi được Phật. Đến nha. Hai phần phải không? Hai phần thì đấy của tôi để đấy hai phần muốn đến nghĩa rồi đây. Rồi, năm hồi được Phật. Dạ. Nguyễn Văn C, Nguyễn Hữu Tú, Võ Văn Buôn, Nguyễn Thị Kim Mạnh, rồi đến nha. Đỗ Thị Mười. Đó, thì kiểm soát. Dạ, năm hồi được Phật. Rồi, 5 người tiếp theo. Mua nãy bây giờ có mượn lãnh. Lại, để làm cái cô đó kìa. Tóm tắt một cây. Cô ơi, tập ba phần cái ta nói con tội nghiệp con. Nguyễn Thanh Tống, Thạnh Quế Hai, Lê Văn Hai, Thắng Lợi. Nguyễn Thanh Thảo, Thắng Lợi. Nguyễn Thị Mỹ, Thắng Lợi. Đây phiếu. Nguyễn Thị Trợ, Thắng Lợi. Rồi ai ai mà bưng không nổi thì chú đi ngang tới luôn chú. Thấy trên mạng không đọc nhìn kỹ nghe mà. Dạ dạ năm ơi được Phật. Dạ. Cái tên người bà này chưa? Chưa. Ấy bưng không nổi bưng tiếp. Chưa bưng tiếp qua. Chưa. Lại lại chưa con một cái đi. Để kêu ra đây cho đã. Nguyễn Thị Trợ chứ không phải là Lệ. Dạ. Dạ năm ơi được Phật. Đặng Thị Hiếu, Thắng Lợi. La Quang Đạo, Thắng Lợi. Lê Thanh Tòng, Thắng Lợi. Nguyễn Giang Thanh, Thắng Lợi. Nguyễn Đắc Đậu, Thắng Lợi. Chị tiếp tục chị đọc la gai lên luôn đi. À, đọc từ từ lên vậy đó. Nguyễn Thị Lệ, Thắng Quế Hai. Rồi từ từ. Ờ từ từ. Từ từ vậy đó, đọc từ từ cho lên luôn vậy nè. Rồi. Cứ đọc từ từ con ơi. Nó là chị dòm đây vừa hết cái bắt đầu chị kêu thêm tiếp tục. Đây là cái ơi. Chị bước ra đây, chị bước ra đây để cho nó. Kêu chưa? Kêu. Bắt đầu kêu chưa? Đã rồi. Rồi.
Rồi dứt rồi đó, cái gì kêu tiếp luôn. Trần Thị Kiệt, Tân Lập. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Thanh Tú, Tân Lợi. Nguyễn Thanh Sơn, Tân Lập. Từ từ, rồi thanh. Nguyễn Thanh Sơn, Tân Lập. Chú lắm chú bưng ra. Ê, Hà Hậu rồi lấy. Đạo Xuân Thắng Lợi. Rồi con để trên chỗ chú lắm nha, đi ngồi đi, chỗ đó con ngồi đi. Lê Thị Bích, Tân Hưng. Phan Thị Ngoan, Tân Lợi. Rồi, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm Thị Phanh, Tân Lập. Lâm Thị Phanh, Tân Lập. Rồi, đây nè chú. Chú lỡ nhận chú. Dạ, rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm Thị Phanh đâu rồi? Rồi, anh Sáu qua bưng tiếp bà cô này đi. Lâm Thị Phanh. Lâm Thị Phanh là con vợ mấy đó. Rồi, đây đây đây, anh Sáu bưng ra đi, anh Sáu bưng ra tiếp cho bà. Bà đem đâu? Rồi bà đi theo đi lẹ đi. Anh Sáu đi từ từ. Danh Thị Sơn, Tân Lập. Rồi. Võ Ngọc tới em, Tân Lập. Thị Phanh nó chưa đi đó. Chưa, đâu, bên kia. Trần Thị Thuyền, Tân Lập. Đoàn Hùng Cẩn, Tân Lập. Yeah, Trần Thị Thuyền, Tân Lập. Đây, ta Thuyền đây nè. Chỗ này Thuyền nè. Dạ. Nguyễn Thị Thắng, Tân Lập. Đinh Thị Đào, Tân Lập. Nguyễn Thị Diễm, Tân Lập. Cảnh nè. Đây, Đào là Đinh Thị Đào. Cao Thị Kết, Tân Lập. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Tân Lợi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Võ Minh Kha, Tân Lợi. Được không? Nổi không? Tiếp nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Lê Thị Mai, Tân Lợi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngô Thị Hạnh, Tân Lợi. Lê Thị Thu, Tân Lợi. Nguyễn Thành Khương, Tân Lợi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Hoàng Thiện, Tân Lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Thị Mười, Tân Lợi. Nguyễn Phát Đạt, Tân Lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trần Thị Kim Ngân, Tân Lợi. Nguyễn Thị Hằng, Tân Lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trần Chí Tâm, Tân Lợi. Đỗ Thị Lài, Tân Lợi. Tiếp mấy câu đó luôn đi, làm sao rồi? Rồi tiếp hai người luôn đi. Tiếp ra luôn đi. Nguyễn Hoài Hoài. Bưng tiếp ra luôn đi, không nổi đâu. Bưng đi, bưng đi. Đi đâu ở đâu? Người này bưng được không? Dạ. Dạ. Lương Thị Thắng, Tân Lợi. Dạ. Trương Văn Mãi, Tân Lợi. Rồi. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Trần Tấn Tài, Tân Lợi. Phan Văn Đức, Tân Hưng. Phan Thị Tím, Tân Hưng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bùi Thị Hạnh, Tân Hưng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Thị Son, Tân Hưng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Thị Lệ, Tân Hưng. Huỳnh Văn Hưng, Tân Hưng. Trần Thị Nguyễn. Được không? Bưng được không? Tân Hưng. Lê Văn Luân, Tân Hưng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trương Thị Lãm, Tân Hưng.
Lê Văn Nhiều, Tân Hưng. Bưng được không? Không có tiếp. Nguyễn Văn Tân Hưng. À, dạ, nó ngồi. Trịnh dạ. Văn Có, Tân Hưng. Lê Văn Để, Tân Hưng. Nguyễn Thị Nga, dạ. Tân Hưng. Dạ, Nguyễn Văn Lước. Dạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Mở ôm trước đó. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nguyễn Văn Bánh. Hai gì Đà Phật. Nguyễn Văn Nhung. Tân Hưng. Nguyễn Văn No, Tân Hưng. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Đỗ Thị Cười, Tân Hưng. Trần dạ, đúng rồi. Rồi. Tân Hưng. Đến Mỹ trước. Đến Mỹ trước. Dạ, rồi, Nam Mô Đà Phật. Từ dạ, Vi Cường, Tân Hưng. Cao Văn Sông, Tân Hạnh. Tân Hạnh. Hay à. Văn An, Tân Hạnh. Đây để trong đi, ảnh để đây anh luôn. Có ấy thì lên có. Lê Văn Mỹ, Tân Hạnh. Có ai luôn. Võ Thành Tú, Tân Hạnh. Nguyễn Văn Huy, Tân Hạnh. Đây tháp nè, tháp nãy chưa. Rồi à. Cái này rồi dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, dạ kính thưa quý vị mạnh thường quân. Dạ thì hôm nay đây là quý cô này là đại diện ở bên cái nhà dưỡng lão của chú Sáu Hả, là tổng cộng là 23 phần. Chút nữa là sẽ có bên đội ngũ của anh Chiến bên mặt trận sẽ hỗ trợ đem xuống tới chỗ dưỡng lão. Thì hôm nay quý vị này đại diện đến để nhận, mong rằng quý vị mạnh thường quân cũng quan hỷ cho. Chứ thì đúng ra là mỗi người đều đến nhận quà, mà có một số cô bác bà con ở dưới đi bằng xe lăn cho nên không có đến đây để nhận quà được. Thì thành hậu thay mặt cho cô bác bà con mạnh thường quân xin chúc cho quý vị ở trưởng lão luôn luôn được bình an sức khỏe, và chúc cho quý vị mau mạnh khỏe và được bình an ha. Và Nam Mô Đà Phật. Và rồi đây là 23 phần. Thành hậu sẽ trực tiếp giao cho mấy cô ha. Dạ dạ rồi. Nổi không nha, chứ ba bao gạo nặng lắm à. Lên gốc đồ khó lắm. Bao này đi sao chở cho nó giấy. Để đây hai bao nè. Chở đâu không ăn nghe. Chở đỡ bạn xe xe đi. Ăn vào trong này đi. Rồi cái này là kiếm người hỗ trợ đem phía dưới. Còn năm phần kia chắc hồi lẻ tao chưa đi. Rồi rồi rồi. Cho mấy đứa này nó phát xong. Dạ dạ dạ. Rồi. Lấy cái một bao đi. Đây để tao đưa mấy ngàn lấy phần đó không? Phần nữa là tụi nãy này là bên dưỡng lão nè. Dạ. Rồi đây là bên bên dưỡng lão. 23 phần thì ông lại chở 2 phần còn 21. Rồi. Rồi bỏ vô đây nè. Là bên dưỡng lão nha. Dưỡng lão. 21 con chở 2 nữa là còn 10 chấn. Ủa xe mà đảo có xịp là không có thường nghe không? Không chở nhiều. Rồi nãy không quay lại đi. Xịp là không thường đó. Cái xe quay cái đầu được không? Ve ve được không có xe ve. Được. Sớ giỏi mà. Còn phần mì nữa. Còn xe chứ sao? Còn để lên nữa không? Còn phần mì. Còn phần mì nữa nè. Phần mì nữa là xong này rồi. Rồi được rồi. Thôi vô thôi. Bây giờ lên tiếp ông đi chứ để thôi lên. Không quay đầu có đi, quay đầu có đi cho ông cái đi. Đi ra đường này nè. Xịp bánh đầu thường đó. Quay đầu xe. Không khoan. Để tôi lâu cho ông nè, để lăn rồi tới cái đây nè, đừng khỏi lên ga, tới đi, rồi ve lần cái nữa. Rồi, đây. Rồi, quay luôn đi, rồi đây là rồi quay đầu lại đi. Rồi. Hỗ trợ tặng tình luôn. Đẩy tiếp không?
Ông trời kìa. Cái nữa đi. Chưa chánh đâu gà, ông chánh mình mấy xình à, không? Nó được chánh đâu gà thì nó lạng. Bàn thí luôn hả? Ờ bàn nó bàn vô hả? Vậy hả? Rồi mình mấy không hả? Rồi đâu lên ga anh ơi, chạy không lên ga chạy không? Giờ mạnh lắm. Vậy hả? Ồ, dữ ha. Từ từ thôi, chậm chậm lên tăng ga dữ hả? Dạ, Nam Mô Đại Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì cô bác bà con đến đây thì nhận gạo, nhận quà rất là đầy đủ. Thì Thành Hậu cũng xin chân thành cảm ơn chỗ anh Chiến bên các cấp chính quyền để hỗ trợ cho chương trình phát quà ngày hôm nay. Và xin chúc cho xã của anh luôn luôn được bình an và làm ăn được tấn tới. Và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho bố quý gia đình của tất cả những cô bác bà con mạnh thường quân luôn luôn sức khỏe và trí tuệ và sắc đẹp, làm ăn được tấn tài tấn lợi. Và đến đây xin dứt lời Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi cảm ơn cho anh Hậu với các chú anh với các nhà mạnh thường quân nha. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh Chiến. Chúc mùa Vu Lan báo hiếu thành vui vẻ nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn anh ha. Dạ, rồi chia tay. Dạ.